Xin chào anh em Chào mừng anh em đến với Xế Ngọng Winok Hiện là mình đang ở núi Thủng Cao Bằng Thì đến ngày hôm nay Thì là gần là ngày cuối cùng rồi Mai tí nữa cả nhà mình sẽ dọn đồ di chuyển sang bên Cò Lả hoặc Thác Bản Dốc hạ trại tiếp Thì cũng gần như là kết thúc chặng đường rồi Từ đây về thì đường nó cũng không còn có gì đặc sắc nữa Thì mình có thể tổng kết lại cho anh em Cho anh em nào mà đang quan tâm cái chip chân ga ấy Thì À, đang quan tâm thì mình sẽ làm một cái clip cuối cùng tổng kết lại là à, chế độ 12 và đi thì à, từ nhà mình đi Hà Giang qua Tuyên Quang này đến Hà Giang xong đi các cung đường đèo dốc gắt hay như thế nào rồi đi qua đèo 18 tầng sang bên cao bằng tất tần tật thì mình nghĩ là với bằng đấy đấy cung đường thì à, đủ để trải nghiệm đủ để chia sẻ đến anh em gửi đến anh em xem là cái chip đấy nó như thế nào đó thì à, ở clip trước mình có nói rồi ấy và ba chế độ rồi ấy thì là mình tổng quan luôn cho anh em nào thích thì mua luôn có thể quyết định mua rồi bởi vì là nó rất phù hợp ở chế độ thứ ba nó rất phù hợp đấy còn chế độ 1 và chế độ 2 thì nó như thế nào thì trước tiên mình trả lời luôn có một bác comment ở trên video của mình ấy có bảo là à, lắp chip chân ga vào thì bật luôn support đi cho nó nhanh làm sao mà phải lắp đấy, thì à, về cơ bản bác đấy không không có thể là chưa lắp hoặc chưa hiểu về cái chip chân ga thì đang hiểu nhầm giữa chế độ sport của con Q7 và mình để ý thì cũng nhiều xe khác cái chế độ sport nó cũng thế à, và cái chip chân ga nhé khi anh em bật sport là máy cái cái ECU của máy nó ép vòng tua mà cái ECU nó điều khiển nó ép vòng tua máy lên cao lúc nào cũng duy trì ở trên 2.000 vòng trên một phút thì có nghĩa là anh em có đi chậm hay đi nhanh hay đi như à có đi chậm đi chăng nữa thì cái tua máy nó cũng vẫn ở trên cao đó, thì nó sẽ khiến cho cái thứ nhất là về động cơ lúc nào nó cũng hoạt động ở cái tình trạng là chuẩn bị gần như là công suất lớn đấy đó về cái thứ hai là sẽ tốn xăng chắc chắn là sẽ tốn xăng vòng tua cao như thế là sẽ tốn xăng đó cái thứ cái thứ ba là về âm thanh anh em ngồi trong xe lúc nào máy nó cũng cứ gầm gừ gầm gừ rất chi là khó chịu À, anh em đạp anh em đạp ga để nó vút xe nó vọt lên thì nghe cái tiếng máy thì nó có thể phấn khích nhưng nếu mà đang đi bình thường mà bật sport thì nó cứ gầm gừ gầm gừ rất chi là khó chịu hoặc là nhiều anh em hiện nay đang đi ấy à, muốn muốn vượt ấy, muốn vượt ấy thì ấn sport, ngày xưa mình cũng hay thế, bật sport để vượt, xong đó lại tắt sport. Thì ví dụ như cái nút sport ấy nó ở trên cái đường, trên cái vô lăng anh em thao tác thì nó sẽ nhanh nhưng đây đằng này nó ở dưới khu vực cần số mỗi một lần vượt đã phải căn ke quan sát đường để vượt làm sao cho an toàn lại còn phải nhìn xem cái nút support hoặc thậm chí nó phải thò tay nó mất đi thao tác thế là nó đã bớt an toàn hơn nó còn về cái oh, nước sôi to quá còn về cái còn về cái chế cái chip trên ga ấy thì trong cái cung đường mình đi có cả đường đèo đường điếc thì mình đã từng đi Hà Giang rồi Các cung đường này mình đã từng đi rồi Thì ngày xưa khi xe còn mới Nhà mình cũng đi bốn người con nhỏ hơn Cân nặng nhẹ hơn Đi cũng chỉ là đồ bình thường Chứ hồi đấy chưa chơi cắm trại đấy Mà mỗi một đoạn cúp cua góc cua ấy thì là phải lấy đà, phải mớm ga, phải duy trì cái vòng tua máy để neo dốc nó đỡ bị hụt hơi. Đó, thì bây giờ đi dù là mình đã test thử kể cả chế độ 1, 1, 2 hay là 3 thì khi mà leo đèo cua anh em đi Hà Giang thì biết rồi đấy những cái khúc cua của Hà Giang hay là sang bên Cao Bằng những cái khúc cua từ Hà Giang sang Cao Bằng nó gắt như thế nào thì đều rất chi là nhẹ nhàng leo đèo ôm cua rất chi là thoải mái chân ga rất chi là nhẹ luôn mình không cần phải lấy đà hay không phải như thế nào thậm chí là tránh xe tránh xe nhường nhau dừng lưng chừng đèo lưng chừng dốc à, mớm ga lên vẫn nhẹ nhàng đó nó không còn cái tình trạng là như ngày xưa đi ấy, hoặc là anh em nào đi q bảy neo dốc nhiều thì có thể thấy có đà thì anh em nào cũng rất tự tin bảo q bảy khỏe đúng có rất nhiều anh em trước ngày xưa mà mình còn nhớ cách đây độ hai uh, năm mình đi mình tụt dốc mình có up clip tụt dốc lên thì rất nhiều anh em vào chê mình không biết đi đó rồi q bảy leo thế này khỏe leo chỗ kia khỏe dốc như thế này ok dốc như thế kia ok Đấy, nhưng mình không không tranh luận bởi vì là khi mà gặp vào những cái tình huống như thế thì anh em mới hiểu được là con xe của mình cái giới hạn con xe của mình đến đâu đấy, rồi và cũng rất nhiều anh em đấy và gặp phải cái tình trạng ấy dừng mà dốc gắt mà dừng lưng chừng q 7 mà bảo đề ba lên ấy thì hơi bị khoai luôn đấy, có đà thì vô tư nếu đã có đà thì lên rất chi là nhẹ nhàng nhưng không có đà thì quy 7 ví dụ như mà tránh nhau ấy mà nhìn thấy con xe như ví dụ như những cái lần mà mình đi đèo ấy mình đi nhiều mà ấy, đi đèo gặp cái con xe mà chỉ muốn chửi bậy thôi mà đi, đi thế kia thì thôi rồi quả này mình to rồi mà đi mẹ mày đi thế này mày đi thế kia Đấy. đó thì là bây giờ tự tin nhường tự tin đi chậm lại hoặc tự tin dừng lại khởi ra khởi hành đi rất chi là nhẹ nhàng đơn giản đó thậm chí là khi anh em đi ở chế độ 1 hoặc 2 mà khi mà ôm cua đèo này này, anh em giảm ga ấy, anh em giảm ga mà cái lúc bắt đầu thẳng bắt đầu lấy được lại cua lái, để thường thường anh em sẽ đạp ga đúng không? À, khi vào cua thì sẽ giảm ga để cho nó đỡ bị cảm giác nó đỡ phiêu hơn ấy, nó an toàn hơn lấy lái nó đỡ bị cái gì nhỉ? Oversteer ấy bị văng lái ra ngoài ấy, đó, thì khi mà ấy được lái rồi, anh em đạp ga lên thì ở chế độ 1-2 thậm chí nó còn cảm giác nó còn dàn làm cho anh em cái cảm giác mà nó trùm máy lên, nó trùm máy lên, nó giật, nó giật xe, ấy thậm chí là nếu mà đạp sâu chân ga thì cảm giác như kiểu là uh, bánh bị trượt, bánh bị trượt đi, nó không bám được, độ bám không được tốt, đấy. thì uh, tổng kết lại, anh em nào mà muốn giữ gìn của xe thì không mua, còn muốn cải thiện, cải thiện chế độ vận hành của Q7, cải thiện cái chân ga của Q7 để nó đỡ ì ạch hơn, nó đỡ trễ hơn, thì uh, chốt mua mình có rẽ vào mình có rẽ vào Tuyên Quang chỗ uh, Em Tuấn em Tuấn Tuyên Quang ấy, thì mình có ăn cơm ăn cơm ở nhà em ấy thì mình cũng em ấy cũng trèo lên xe lái lái thử cái chip và chốt luôn anh đặt được hàng một phát là anh phải đặt ngay cho em nhé mấy thế này thế kia bởi vì là lúc mình mua thì mình chỉ dám mua một cái để thử thôi đó thì anh em làm mà có nhu cầu thì inbox cho mình cũng như clip trước mình nói ấy, thì anh em cần gấp anh em cần ngay muốn trải nghiệm ngay thì giá hai củ còn anh em nào mà bình tĩnh bình tĩnh đợi mình uh, nghiên cứu tìm uh, xem là có những cái chỗ nào như kiểu mua buôn được ấy, giá rẻ hơn ổn hơn thì uh, có khả năng giá thành nó sẽ rẻ hơn cái đấy là tùy tùy anh em thế nhá clip mình làm ngắn gọn đến đây thôi xin chào anh em